Sáng 15 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Đê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy vừa bị đâm trọng thương bên ngoài trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 15 tháng 5, ông Đê bị một người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương và được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Nghi phạm được xác định là T, trú ở tổ 6, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, từng có tiền án tiền sự. Sau khi gây án, nghi phạm sử dụng xe máy bỏ trốn theo hướng thị xã Hương Thủy đi thành phố Huế. Sau đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt được nghi phạm gây án. Trưa 15 tháng 5, Công an thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo nhanh vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, làm 3 người trong một gia đình thương vong. Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1968, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, cầm một cây rựa tự chế dài hơn 1 mét, lưỡi sắt dài 95cm, qua gia đình nhà ông L, sinh năm 1965, cùng ngụ thị trấn Tân Sơn. Khi đến nơi thấy ông L đang đứng trước nhà, Phụng đến vung rựa chém vào cổ, làm ông L ngã xuống. Sau đó Phụng lại tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào người ông L khiến ông L bị đứt lìa một bàn tay. Thấy ồn ào, bà ML sinh năm 1966 là vợ của ông L và S sinh năm 2004 là con ông L từ trong nhà chạy ra. Thấy vậy, Phụng cầm rựa chạy đến tiếp tục chém nhiều nhát vào người bà ML và S. Sau đó Phụng đi bộ mang theo cây rựa đến công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú. Vụ án mạng đã làm ông L chết tại chỗ, vợ và con trai ông L bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước khi cầm cây rựa gây án mạng, ông Phụng có uống 2 ly rượu. Sáng 15 tháng 5, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho hay đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt, 18 tuổi, về hành vi giết người và Lưu Nhật Huy, 19 tuổi, về hành vi che giấu tội phạm. Cả hai đối tượng cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an, Võ Thanh Kiệt khai nhận trước đó trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông, giữa Kiệt và nạn nhân Ca đã xảy ra mâu thuẫn, Ca dọa đòi chém Kiệt nên Kiệt điện thoại kêu Lưu Nhật Huy tìm đánh Ca. Khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Huy đến khu vực ấp An Quế, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, phát hiện Ca đang điều khiển mô tô trên đường. Kiệt liền điều khiển xe chặn đầu xe của Ca, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiệt dùng dao tự chế dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào người Ca, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Kiệt kêu Huy chở trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Sau đó, Kiệt cũng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thành Trung, huyện Chợ Mới. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí gây án. Tối 14 tháng 5, nguồn tin từ lãnh đạo xã Chư Trăng, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tổ chức động viên thăm hỏi gia đình có 3 người chết do bị điện giật. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 5 khi ông Kso Anen, 53 tuổi, trú tại thôn Vong Bong, xã Chư Trăng đang sửa máy bơm nước thì không may bị điện giật khiến ông ngã xuống giếng. Anh Nai Gươi, 26 tuổi, trú cùng thôn là con trẻ của ông Anen và anh Mark Hơn, 29 tuổi, con ruột của ông Anen, lần lượt nhảy xuống giếng cứu thì cũng bị điện giật. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện huyện Iapa để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ngày 15 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, thường gọi là Hoàng Xuyến, 48 tuổi, trú xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 9 tháng 5 năm 2023, Nguyễn Văn Hoàng dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao trự phát đến thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải, 48 tuổi, trú xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, trọng thương. Nguyên nhân được xác định là năm 2022, Nguyễn Văn Hoàng thỏa thuận cho ông Nguyễn Hoàng Khải thuê lại một thửa đất rừng thuộc diện 1-3 năm để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, sau 1 năm, Nguyễn Văn Hoàng đổi lại thửa đất nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, tỉnh, huyện, xã, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.